Tỉnh ủy công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tỉnh ủy thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Nhà mạng hỗ trợ người dân thiết bị chuyển đổi sang 4G. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024. Chiều nay, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị của Tỉnh ủy công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo vụ địa phương 1 Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định số 1566 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh. Phát biểu nhân nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giới thiệu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và nhận thức sâu sắc đây là vinh dự cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh cho biết, thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trong tỉnh không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải hết sức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh hứa sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, kề vai sát cánh cùng tập thể thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp các ngành, vững tâm, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm tất cả vì sự nghiệp chung, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, kế thừa và phát huy giá trị, thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Cũng trong chiều nay, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị của Tỉnh ủy, thông báo kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 14, nhân sự bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích làm rõ hơn những nội dung quan trọng được thảo luận, quyết định tại hội nghị, trong đó nhấn mạnh 5 điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, 5 bài học kinh nghiệm đúc kết qua đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới. Xác định phương châm Đại hội lần thứ 14 của Đảng: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển. Chủ đề đại hội: tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An
thông tin khái quát về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có buổi giám sát về việc thực hiện tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2024 đối với huyện Đập Thạch. Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Đập Thạch đã đạt được, đồng thời đề nghị huyện Đập Thạch và chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, chỉ đạo các phòng, cơ quan chức năng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính, văn bản pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, sử dụng tài sản công, xây dựng cơ bản các khoản hỗ trợ đóng góp của nhân dân, huy động sự giám sát của nhân dân trong việc thực thi chính sách tại địa phương, nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo ở cơ sở để kịp thời xử lý, giải quyết, nhất là những vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp đông người. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3 từ huyện Vĩnh Tường với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường đã phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chung tay chia sẻ ủng hộ những gia đình trong huyện và nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường đã tiếp nhận gần 1,6 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân, đơn vị trong và ngoài huyện. Đây là nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân huyện Vĩnh Tường, góp phần động viên chia sẻ, giúp đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai có thêm nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có lãnh đạo một số ban, sở ngành, hội khuyến học tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiêu chí đánh giá công dân tốt, cán bộ tốt, người lao động tốt. Việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo để xây dựng đội ngũ hồng thắm, chuyên sâu ở các lĩnh vực giáo dục đào tạo, các tổ chức chính trị xã hội. Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch, chương trình đã xây dựng, vai trò của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc góp phần đào tạo người cán bộ tốt, công dân tốt, người lao động tốt theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu sâu sắc hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của con người ở mỗi lĩnh vực, các tiêu chí đánh giá người công dân tốt, cán bộ tốt trong xây dựng và phát triển đất nước ở mọi giai đoạn cách mạng theo tư tưởng của Người, đồng thời nhìn nhận lại quá trình vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực, đặc biệt là các trường trong hệ thống giáo dục, từ đó xây dựng mục tiêu, phương pháp, chương trình giáo dục phù hợp cho từng cấp học, ngành học nhằm có được sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, đặc biệt chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, thời gian qua nhiều dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn đã được triển khai tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tháng 8 năm 2024, Ban đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho hai lượt dự án, trong đó một dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 24,9 triệu đô la Mỹ và một dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 100 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8 năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 24 dự án FDI mới và 25 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 400 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với kế hoạch năm 2024. Thu hút 9 dự án DDI và 6 lượt dự án DDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 3.000 tỷ đồng, đạt 204% kế hoạch năm 2024. Trong thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp thu hút đầu tư tại chỗ, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian ngắn nhất cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp triển khai đúng theo tiến độ hạ tầng kỹ thuật và có sẵn mặt bằng để các nhà đầu tư trong và nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư 8 tháng năm 2024, song trên thực tế, việc triển khai thu hút các dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chính do tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng một số khu công nghiệp còn chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại nhiều khu công nghiệp còn vướng mắc về tái định cư, định giá đất, khó khăn về đất săn nền để triển khai dự án hạ tầng. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp, hiện nay quỹ đất sạch có thể sẵn sàng thu hút nhà đầu tư tại các khu công nghiệp không còn nhiều. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh, nhất là thu hút các dự án quy mô vốn đầu tư lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lại các cấp chính quyền của địa phương, đặc biệt là các chính quyền của huyện Mỹ Xuyên, để mà tăng cường các công tác về tuyên truyền vận động người dân trong công tác mà thu hồi giải phóng mặt bằng để mình có cái quỹ đất sạch. Tại vì nếu chúng ta không có quỹ đất sạch thì chúng ta sẽ không có được cái yếu tố then chốt để mình có thể chào đón các nhà đầu tư, giữ chân các nhà đầu tư. Việc sớm tháo gỡ những nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chính là điều kiện tiên quyết để Vĩnh Phúc tạo sự bứt phá trong công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trong thời gian tới. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Chính phủ quyết định lùi thời gian tắt sóng 2G lại một tháng, tức là từ ngày 16 tháng 10, cả nước sẽ hoàn toàn tắt sóng 2G trên đất liền. Để đảm bảo cho việc tắt sóng 2G, các nhà mạng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân chuyển đổi sang 4G. Vâng, và điều này sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người đang dùng điện thoại thế hệ cũ. Tuy nhiên, để không người dân, khách hàng nào bị bỏ lại phía sau, các cơ quan chức năng cùng nhà mạng VNPT đã chuẩn bị lộ trình tắt sóng với các phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu để đảm bảo liên lạc không bị gián đoạn. Thuộc hộ cận nghèo lại bị khuyết tật do tai nạn lao động, anh Nguyễn Thiên Phúc đã được VNPT Vĩnh Phúc hỗ trợ chuyển đổi SIM 4G và tặng miễn phí máy điện thoại trong quá trình sẵn sàng cho tắt sóng 2G tới đây của nhà mạng. Tôi cảm ơn là chương trình này, bên nhà mạng Vinaphone đã hỗ trợ là kim máy cho tôi. Tôi cảm thấy là rất hài lòng. Để đảm bảo đúng lộ trình tắt hoàn toàn sóng 2G, ngay từ đầu năm 2024, VNPT Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đến người sử dụng về chủ trương tắt sóng 2G qua thuê bao di động cũng như tại các điểm giao dịch. Nhờ vậy, đến thời điểm này, VNPT Vĩnh Phúc đã chuyển đổi được trên 8.500 thuê bao di động từ 2G sang 4G. Đồng thời, đồng bộ bổ sung thêm 80 trạm phát sóng 3G, 4G, nâng tổng số trạm phát sóng 3G, 4G của VNPT trên toàn tỉnh là 460 trạm. Đối với hơn 7.000 thuê bao 2G còn lại, nhà mạng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi. Đối với các cái đối tượng, ở đây có đối tượng về viễn thông công ích, tức là các hộ nghèo, các hộ cận nghèo, các cái cá nhân và gia đình mà chính sách, thì đơn vị cũng có chính sách là tặng miễn phí các thiết bị này để cố gắng để hỗ trợ một phần nào đó trên cái cho cái quá trình chuyển đổi. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, sóng 2G sẽ được tắt hoàn toàn tại đất liền trên lãnh thổ Việt Nam. Thay thế vào đó là sóng 4G và 5G để đáp ứng được yêu cầu đổi mới về công nghệ viễn thông. Và đây cũng là bước quan trọng cùng chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trên cả ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thưa quý vị và các bạn, hồi 7 giờ hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2024, mương nước Hồ Thanh Lanh đã lên tới cao trình cốt dương 76,60m và đang tiếp tục dâng lên do nước lũ dồn về hồ. Để đảm bảo an toàn Hồ Thanh Lanh và tính mạng tài sản của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ra lệnh cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Xuyên xả tràn nước Hồ Thanh Lanh đến cốt dương 76m để đón lũ, lưu lượng xả từ 5m khối trên giây đến 50m khối trên giây tùy theo diễn biến tình hình mưa lũ. Thời gian xả lũ bắt đầu từ 15 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai khá hiệu quả nguồn quỹ vì công nhân lao động nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn, góp phần giúp các gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những ngôi nhà mới, khang trang, ổn định cuộc sống. Chị Kiều Thị Liên ở thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương làm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
chồng chị bị tàn tật do di chứng của chất độc da cam dioxin, không có khả năng lao động. Một mình chị phải nuôi chồng và hai con đang tuổi đi học. Các cơ quan đoàn tỉnh đã trích quỹ vì công nhân lao động nghèo hỗ trợ 40 triệu đồng giúp gia đình chị Liên có thêm kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Qua quá trình tôi đi làm công tác, làm công nhân ở Vipic đấy thì cũng được các công đoàn tỉnh, công đoàn của công ty đã quan tâm và giúp đỡ tôi một số tiền, vừa về kinh phí vừa về tinh thần để cho tôi xây lên một căn nhà như mong muốn. Thêm một lần nữa thì tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả các anh các chị bên công đoàn. Xác định hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, máy ấm công đoàn là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp công nhân viên chức lao động khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức khảo sát, nắm tình hình và nhu cầu về nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Trên cơ sở đó, tổ chức thẩm định, họp xét hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở, máy ấm công đoàn đúng đối tượng. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ xây dựng được 7 nhà máy ấm công đoàn, mỗi nhà 40 triệu đồng với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, hỗ trợ cho các đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhằm tiếp tục là hỗ trợ cho đoàn viên, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các đoàn viên bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 vừa qua, để xây dựng nhà cũng như hỗ trợ các nguồn lực khác. Và thông qua đó, chúng tôi mong muốn là sẽ có nhiều đoàn viên hơn được hưởng cái sự chung tay góp sức của công đoàn. Chương trình máy ấm công đoàn là cơ hội để mỗi gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở, giúp người lao động an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, có sức lan tỏa sâu rộng, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát huy hiệu quả của thư viện và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến với cán bộ giáo viên và học sinh. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Hợp Thịnh, huyện Tam Dương được đầu tư xây dựng một thư viện đạt chuẩn theo hướng mở. Để xây dựng thư viện thành nơi học tập, nghiên cứu, giải trí bổ ích cho học sinh, ngay sau khi tiếp quản, nhà trường đã bố trí, sắp xếp thư viện một cách khoa học. Các đầu sách trong thư viện được sắp xếp theo từng góc với các chủ đề, lĩnh vực khác nhau và được trang trí bắt mắt, khoa học, tạo hứng thú cho học sinh mỗi khi lên đọc sách. Cùng với hoạt động tại thư viện, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc, tình yêu sách đến với học sinh. Là một giáo viên tập trách đội thì tôi thường xuyên phát động các phong trào cũng như là tổ chức các cuộc thi cho học sinh như là thi kể chuyện theo sách và tìm hiểu về các cái tấm gương đạo đức Bác Hồ. Từ đấy giúp các em học sinh có được những cái kiến thức mới và những cái giá trị qua câu chuyện đấy, là giúp em có những thêm kiến thức hay về những cái cuốn sách quý để giúp em phát triển thêm về cái khả năng tâm hồn của các em. Mỗi tiết đọc sách tại thư viện ở trường tiểu học Hợp Thịnh, học sinh rất hào hứng, thích thú. Từ việc đọc sách, các em mở rộng vốn từ, tạo nguồn cảm hứng, thêm yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp của quê hương, đất nước và học tập ngày càng tốt hơn. Em rất thích đọc sách và khi nhà trường có một thư viện mở thế này thì em rất hay tranh thủ xuống đây để đọc sách. Qua việc đọc sách em thấy đọc sách rất thú vị, có thể tìm hiểu những điều mới lạ và chúng ta nên đọc sách nhiều ạ. Nhằm lan tỏa phong trào tự học, tự đọc và thói quen đọc sách, trường Trung học cơ sở Liễn Sơn, huyện Lập Thạch đã phân lịch đọc sách tại thư viện cho từng lớp theo từng tuần, đảm bảo 100% học sinh có cơ hội, điều kiện thuận lợi để tiếp cận với sách. Đồng thời, thường xuyên cập nhật những cuốn sách, truyện, báo, tạp chí về các lĩnh vực khoa học, kỹ năng sống, tâm lý, giải trí phù hợp với lứa tuổi, tạo hứng thú cho các em học sinh mỗi khi đến với thư viện. Bên cạnh việc đọc theo phương pháp truyền thống, các em còn có thể khai thác những tư liệu, cuốn sách hay, phương pháp học hiện đại thông qua hệ thống máy tính kết nối Internet tại thư viện. Trước kia, nó truyền thống là tiết truy bài của học sinh ấy, thì nhà trường sẽ chuyển đổi cái giờ truy bài của học sinh 15 phút đấy, biến thành cái giờ đọc sách, sẽ phân chia theo từng cái lớp học, theo từng cái buổi một đọc sách. Đó là một cái thói quen, hình thành thói quen rất tốt để phát triển cái
tư duy của người học hướng tới cái việc mà dạy học theo cái phương pháp phát triển năng lực người học. Đọc sách không chỉ đơn thuần là một hình thức tiếp nhận thông tin, kiến thức, mà còn là một trong những hoạt động văn hóa. Vì vậy, việc phát triển văn hóa đọc trong các trường học là việc làm cần thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, mà còn giúp cho học sinh tích lũy tri thức, hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng những ước mơ, thắp lên ý tưởng, hoài bão cho các em học sinh. Trải qua các trận đấu kịch tính với tinh thần thể thao cao thượng, giải bóng đá vô địch tranh cúp doanh nhân trẻ tỉnh lần thứ nhất năm 2024 chào mừng ngày doanh nhân 13 tháng 10 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Câu lạc bộ bóng đá doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc đã nỗ lực chơi hết mình và giành giải vô địch. Với màn thể hiện xuất sắc tại các trận đấu vòng bảng, hai đội bóng câu lạc bộ doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Phúc và Fair Play đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Trong trận chung kết, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, kịch tính và đầy hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng của trận đấu. Ngay sau trận đấu, ban tổ chức giải tiến hành lễ bế mạc và trao cúp vô địch cho câu lạc bộ bóng đá doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc. Ban tổ chức giải cho biết toàn bộ số tiền từ giải thưởng này được các câu lạc bộ ủng hộ vào quỹ an sinh của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhằm giúp sức cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Hoạt động phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại giải bóng thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các cầu thủ tham gia giải. Tính đến ngày 29 tháng 9 đã quyên góp được gần 100 triệu đồng, nâng tổng số tiền Hội Doanh nhân trẻ kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3 là trên 400 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.